suốt một tháng qua, con đã học được rất nhiều điều từ chương trình, được gặp rất nhiều bạn mới và được sự chỉ dẫn của nhiều thầy cô trong chương trình. Với các thầy cô và cô chú cho bài giám khảo thì con thường chỉ thấy trên TV, nhưng mà khi mà trong chương trình thì các thầy cô rất là gần gũi, thân thiện, và các cô chú còn đưa bọn con đi ăn gà rán, pizza hoặc là mua trà sữa, bánh khóc khách cho bọn con ạ. Kỷ niệm khi mà con còn ở chương trình, đấy là con được các cô chú ekip dẫn đi ăn vào buổi tối ở Sài Gòn, vì ở Sài Gòn buổi tối có rất nhiều đồ ăn ngon ạ. Mọi người ngủ cùng con, ăn cùng con, chơi cùng con, và đó là những khoảnh khắc con không bao giờ quên được ạ. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập fanpage chính thức của chương trình www.facebook.com/thần tượng âm nhạc nhí.